Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. Anh nhanh tay phát tài ngay. Chào quý vị khán giả, sau một hồi đi công tác thì Cương vừa đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Bây giờ Cương vừa chọn một cái chỗ để Cương vừa ăn trưa. Mà đây là Cương vừa thấy một cái quán cháo gà rất là ngon. Anh dĩa gỏi đi. Dĩa gỏi với cháo gà đi. Dĩa gỏi gà với cháo. Men gà. Em ăn con không cháu? Cháu luôn rồi. 5 người. Dĩa gỏi 5 gram. Hấp dẫn quá mọi người, đây nè. Đó. Gỏi. Đó bắp chuối nè. Đây là cái bắp chuối mình hai chuối á, mình bào. Đây là bắp cải. Đậu thơm. Con gà này nó nằm thấy ghét thiệt. Này con vịt, cái gỗ vịt nè mọi người thấy không, ở Bến Tre là mọi người nó quyết á, thường thường họ sẽ bỏ nếp vô đó, đúng không? Đây là quyết gà quyết vịt đó. Đây là đầu lòng. Đây ở đây khi nào ăn thì người ta sẽ trộn cái này nước chua hay nước chấm hả? Nước chấm. Đây loại nồi cháo là mẹ hấp dẫn lắm. Wow. Cái này để mình trụng nướng rau hay gì em? Dạ không, bữa đó để cho nó nóng cháo. À nóng cháo. Ủa sao vậy? Họ hỏi có nước đó được vậy? Dạ không có nước đó, nhiều khi nó bị khét vậy đó. Nó khét hả? Ê, chưa anh ơi. Chưa bỏ vậy hả? Chưa. Bây giờ mà bưng vô cho các bạn nhưng mà chưa có bỏ tiêu, chưa bỏ ngò. Rồi. Kìa, con bé làm gỏi gà đó. Thấy chưa? Còn 3 tô nữa. Cho con một tô nhiều hành đi con. Có hành đi con. Nhiều hành. Gà này gà thái dương hả bác? Dạ. Gà mình nuôi hả, là mình mua? Mua con ta nuôi. Dạ. Ủa em bán mà em có chữ thề hả? Chữ dạ. Ơi, chữ giống ông năm trời đánh nó bán mới đánh. Dạ không. Hả? Anh chửi em á, anh chửi anh đi. Dạ không. Mấy đứa con rồi? Dạ. Có mấy đứa con rồi? Dạ chưa. Chưa có đứa con nào hả? Chưa có vợ hả? Chưa có vợ. Có gãy luôn hả? Dạ gãy đâu? Dạ gãy đâu? Này nhắc cho gãy cháu gà hoài tay phải luôn. Tôi làm con gái là tôi cua mấy ông này có ngàn cháu gà sướng đó. Đậu lên gãy đẹp không hả? Gãy đẹp không? Làm nó mắc cỡ nó đụng rồi nó đổ hết rồi con. Nó gãy nó giống gì mắt chưa con? Chưa con. Chưa luôn hả? Nó giống hoài giống rồi. Cô sáu dẫn về ra mắt bà đi để bà được thì bà cưới liền, còn không được thì bà kêu chia tay sớm đi bớt đau khổ. Vô không thì thấy là em đi được đó là được rồi. Dạ em đi được rồi. Được thắng được thắng thắng một xem mới quẹo lên sơn đông rồi. Ngon quá, hấp dẫn quá mọi người ơi. Tú Bến Tre giờ ăn gà nhiều hả? Bến Tre hả? Dạ ăn ớt hả con? Cũng ớt không con? Đây là ngay công viên của thành phố Bến Tre, đường về Rạch Miễu, đường về cầu Rạch Miễu á, ngay cái ngã ba mà đi về Châu Thành với đi về thành Sài Gòn, ở nằm bên tay phải, không biết địa chỉ luôn, ngay quốc lộ 60. Đây là địa bàn của xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Đây là thổ địa ở đây. Mắm gừng, có con ăn nước mắm không quý ớt? Quý ớt thì con. Ăn mắm ngon hơn chứ. Mắm gừng là để ăn dễ dịch. Cho con chén cơm đi con, đặt con đổ vô. Cầm lét. Có là. Cô làm cô đem cái chén này ra, không lẽ giờ con kêu dịch thêm nữa ngon quá. Trời ơi. Ê, các bạn ơi, tổ phần ăn của tài xế cơm còn chèn vô thêm nữa. Đó, thay vì ta bún á, hỏi có bún không? Xin bún là ăn ngon hơn. Cho nó đặt lại. Đây anh mời anh.
bé Trang lát làm nóng lại. Ồ, thanh chị, cảm ơn. Còn này có ớt sắc không bác? Có. Ở trên thêm ớt sắc đây bác. Mà muốn được luôn bác. Vô ăn đi, ăn tốt. Giờ ngó không tốt. Anh ăn gì vậy? Ủa, lạc anh uống gì vậy? Uống gì vậy? Kiều trà đá uống không anh? Uống trà đá gì cũng được. Trà đá? Đó không? Bỏ vô. Bỏ vô cho nó cho bé đi trà đá. Nó cay. Cho thêm chén nước mắm gừng nữa đi. Dạ. Đây. Nè. Mọi ghê ăn uống rớt quả mắm gừng. Mồi phải ăn mắm gừng. Nè. Đó. Mắm gừng nè. Qua không ăn ha. Anh ăn uống. À, thử cháo nha mọi người. Cháo bằng chấm không? Rồi, cảm ơn anh. Đã quá. Ngon quá. Ngon thiệt luôn á. Cháo ăn cái nắng thôi cơm. Đang đi chưa có ăn gì, không chưa ăn gì vậy? Nãy giờ đi vòng vòng. Đi kiếm mua dừa. Chưa mua được dừa. Sao hơi khóc chung. Đây. Đây, dịch dạ. Quá là sức quen hả? Đây là già hải dương, xé cái miếng thấy là ngon không? Dài. Ngon quá. Bữa này có quyết không bác? Cái này có quyết không? Dạ có. À trong đây luôn hả? Cháu ơi, này không có bộ quyết nghe nhau đâu rồi bác. Ở đây không, cháu không có quyết á, cho anh quyết đi, quyết ở đây đặc biệt lắm. Dạ. Đây. Thịt gà thì ở đâu cũng giống nhau, quyết nhưng mà quyết ở đây làm khác lắm mọi người. Tội nghiệp bé Trang quá, bé Trang phải quay chưa có ăn được. Hai ca. Đây. Sao chị nói em quá nè. Ăn nói gì cho nó vui hay tốt. Rồi, nguyên nếp luôn. Chắc miếng gà quay. Cũng còn nguyên bít trà đá luôn. Chế vô đi. Lỡ. Cái đó trà nguyên chất, chế vô thành trà đá. Tiên thấy quyết y như là cốm Hà Nội vậy đó. Đây là huyết có nếp. Ngon lắm. Mới biết hả? Là Bến Tre mà không biết này hả? Tốn là sao? Anh Bến Tre, anh với gì cũng biết Bến Tre. Tốn không biết gì đâu. Em biết con người ở Bến Tre. Ngon quá. Đang chưa nóng ăn cháo thật ngon. Đây, nóng quá. Đây. Lạnh quá à. Sắc quá à. Nãy cháo nóng thiệt. Nè, thử miếng gỏi nha. Thử gỏi trộn ngon nha mọi người. Này nãy khi nào mình kêu bé này em đến trộn. Chị có mở vô cháo không? Ăn không anh? Còn cơm đó. Ăn cho chắc bụng anh. Dạ. Hay lắm. Thử quyết nè. Sao con dân bộ quyết là bỏ gì? Không phải không quá. Người thích ăn gà ở quê lắm. Gà quê nó dai. Gà thái dường nên thịt nó dai. Ngon. Gà đá quá. Gà đá nó còn chắc hơn nữa, nó chắc hơn. Đúng rồi luôn á. Ừ. À,
Đây mình ăn cái củ lẳng này, cái xương này coi. Đây ăn luôn ấy. Đây. Đừng tú không? Ồ, đúng rồi. Đừng tú cho tú mà có chồng không? No, tú 30 tuổi lận mấy bạn. Giờ 29 tuổi rồi. Tại vì em còn... Mình đã hứa với ba mẹ mình là tới 30 tuổi lận mấy bạn. Bé ơi, nhiều lắm anh ơi, nhiều lắm, nhiều quá trời. Mọi người ăn gọi chưa làm gì khác nhau đi. Chạy cái gì không ké đâu gì đâu. Nhiều lắm anh ăn mới đâu. Anh không ké á, em ăn có mấy miếng. Ăn món này không? Mọi người ăn rồi, lát em ăn sao thôi. Gì khác Trang? Kiểu gì nhỏ nữa. Chắc mình vừa sẽ quay Trang ăn một mình. Mọi người nhớ đón xem nha. Trời ơi, Trang được cảm. Mọi người thấy Trang chiêm ngưỡng cái dung nhan của Trang giản dị đẹp lắm. Để lần sau mọi người kêu nói thôi để Trang quay luôn đi được chứ. Trang ơi, làm anh dĩa dĩa gỗ gà nó đi một người ăn thôi. Một dĩa gỗ gà nó nhắm thôi. Dĩa nhỏ em cô. Dĩa nhỏ hả? Con bé à. Đây. Đây, để Phương vừa quay Trang này, đây đây, xong rồi, đến quay nhá. Cởi đi đây đây. 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 Đó. Đây đó, bé Trang dễ thương không? Mọi người thấy dễ thương không? Đó. Có điều mà quần rách nó xíu thôi. Đó. Chưa có ai lo, chưa có anh nào lo nên hơi còn nghèo mà quần rách. Đây ăn cháo đi. Thôi để xíu nữa mà. Không cởi gì? Nghèo bé bỏ. Trang mắc cỡ lắm nha mọi người. Được không anh? Quen rồi lo. À, cháu nè. Chứ giờ mình quen. Các bạn thấy không? Bạn Trang là một bạn nữ nhưng quay rất là đẹp. Quay mượt lắm đó. Chứ nữa. Trời ơi, quen khảo nhau. Ý ngờ xíu. À, này. Mọi người sẽ nói mốt để làm vậy Trang quay luôn đi. Mọi người có ý kiến đi để Trang quay luôn không xuất hiện hay là cho xuất hiện. À, có gì comment vô để Khương vừa biết nha. Nè, mắc cỡ nè, mắc cỡ ăn từ từ nè, đó. Gì gì mắc cỡ? Gì sao vậy mắc cỡ đó chứ. Mắc cỡ mắc cỡ đi, chứ sao vậy mắc cỡ. Đó. Ngon không? Sao? Cái tô của em để lâu mà vẫn còn nóng hổi luôn. Nóng lắm. Ngon không? Vị rất ngon ha. Ngọt là ngọt từ sườn gà đó. Hấp được mấy con gà mà. Gà Tú. Đó, bạn Tú trợ lý của Phương Dừa. Đây, đây là bạn đội. Bạn đội này là tài xế. Hai đứa này đi chung thì mọi người. Tú đội nè mọi người. Tú đội. Yeah. À, anh này là anh đẹp trai ở xứ Dừa đó mọi người. Ảnh cũng là này là nè 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 anh tới. Ủa gì? À, không. Anh tới. Ủa anh đợi chứ. Này đội nè anh đợi. Chán quá. Đây là anh đợi, anh đợi. Cháu ăn không anh đợi? Ngon ngon ngon. Anh đợi đó, anh đang đợi chờ. Đây là đợi chờ đó mọi người. Tú mà sao cứ đi chung với anh đợi với đi với anh đợi không à? Kỳ quá. Liên quan với nhau đó. Cũng vừa kỳ quá. Ai biết, anh có biết đâu. Dạ, cảm ơn cô. Đây là bé Trang. Rồi đó. Mọi người thấy dễ thương không? Thằng bữa nay là bớt dễ thương á chứ mỗi ngày là bịt khẩu trang vô là dễ thương hơn nữa. Thấy không? Bé trà cũng như dịu dàng nhẹ nhàng không? Trang là một cô gái sống tình cảm, hay quan tâm chăm sóc mọi người. Hãy quan tâm anh không? Hãy quan tâm em. Đúng không? Quan tâm em đi. Đây là dĩa gà của Phương Dừa. Chị chỉ là quan tâm thôi. Đó, đây em là dĩa quýt. Quýt này mọi người thấy không?
ngon không? Này thì như sâu vậy á đó. Đó chấm vô ăn ăn quyết này ngon lắm nè. Bán gỏi mà không có bỏ xong thịt luôn. Thêm đi. Đây đây dĩa riêng của bé Trang nè. Nhiều quá anh, em muốn nước chỉ anh. Bé Trang thì do mà mọi người ăn trước rồi, không phải kêu dĩa khác cho bé Trang ăn. Chứ không quay sao ăn nguội lạnh mà ăn, ăn đồ dư nữa thì nghiệp lắm. Mà hồi nãy anh chị có em nói chị có chỗ này là làm nước trắng á, mà anh nói cái nồi nước lòng có nước à. Đúng này nên cái tô nó nóng hổi luôn đến giờ. Khương vừa thấy là lạ là đây, thì thường thường người ta sẽ bắt một cái nồi cháo lên người ta nấu, mà ở đây có nồi nước, cái nước nóng cái bên nữa để cho cháo nó đừng có khét, nó nóng xuống. Dạ này nè, cứ cầm cái này ăn đi, không được em ăn quay coi em ăn ngồi vậy hả? Thôi em không ăn nha. Em chỉ ăn thịt lát thôi, mà nhỏ lớn nhà mẹ mình xé thịt mình ăn không à mấy bạn. Đây là một cô gái rất là có hiếu. Nhưng thôi nhắc với mọi người đây không có cùng quê Khương Duy. Đỡ bị mang tiếng. Đó, nè cô ấy đang ăn gà xé nhị. Vậy đó mới ăn được. Mọi người bé này Tú hát hay lắm nha mọi người. Dễ thương lắm, hát ngọt lắm đó. Ai có xô có chậu gì nhớ bút cho Khương Duy cũng đó. Nếu mà ai có đám cưới thì bút Tú đi đi hát nè, bút Trang đi quay đó. Bút Khương vừa là MC. Cô Phúc Khương vừa làm MC. Còn bút anh đội thì tới lái xe hoa cũng được. Tới chừng tao bút ảnh Khương vừa đi không. Ê, anh em miếng giấy đi anh tới, anh đợi anh tới vậy quên rồi. Mà mai mốt cho trên mạng anh tập với em tên đội thiệt quá. Tài xế đội. Tài xế đội hôm nay qua chở Tú nãy về đi, đi tới tên đội. Anh đội ơi, anh là anh mấy đội lận? Có nước của thằng có 10 đội hả? Em không biết tại sao tự nhiên không biết tên thật của anh tài xế mà nói tên đội. Em mới nhớ là Tú đội. Chị Trang đi chậm nhịp á các bạn biết chị Trang đi chậm nhịp không? Nó là vậy. Nhưng mà nhiều khi chậm nhịp người ta hay cố ý là nhấn mạnh thêm cái ý đó đó. Khương vừa chỉ ghẹo mấy bạn cho vui thôi nha. Ai nghĩ gì nghĩ, Khương vừa không có nghĩ gì vậy bà nha. Chỉ có mấy bạn nhỏ này là nghĩ bậy bạ nè, đó đây là một cái gương mặt nghĩ bậy bạ, đây là người nghĩ bậy bạ nè, đó đây cũng nghĩ bậy bạ nha, còn Khương vừa là trong sáng. Thôi cứ gọi mình là Tú Bến Tre thân thiết nha mọi người. Bến Tre bé tên Tú, đặt ra đặt bé tên Tú đi là Tú Bến Tre. Ủa được luôn hả? Bé tên Tú, bé tên Tú, Tú Bến Tre gì vậy? Là lái á. Ai cảm ơn mọi người nha. Bây giờ Khương Duy sẽ tiếp tục ăn nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chào tạm biệt đi các bạn. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn. Tú với đội vô cặp nè. Rồi, bye bye. Tú giỏi nha. Bye bye. Này là hình ảnh luôn đi anh.